Sáng nay, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chủ trì hội nghị sơ kết công tác nội chính Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Cùng dự có Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh và Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi. Sau tháng đầu năm 2023, các mặt công tác nội chính Đảng được tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được chú trọng, trong đó giao quân đạt 100% chỉ tiêu. Việc diễn tập khu vực phòng thủ tại các địa phương triển khai đảm bảo kế hoạch, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông được đảm bảo. Tuy nhiên, tội phạm về trật tự xã hội tăng 43 vụ, tội phạm về ma túy tăng 21 vụ. Công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Thanh tra thành phố đã lựa chọn ngẫu nhiên và tiến hành xác minh tài sản, thu nhập 63 công chức viên chức của 10 cơ quan đơn vị. Các mặt công tác cải cách tư pháp được chú trọng. Cơ quan hành chính các cấp và thanh tra đã tiếp gần 2.000 lượt công dân. Từ nay đến cuối năm, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác nội chính Đảng, trong đó triển khai nghị quyết chuyên đề về xây dựng công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tại quận Thanh Khê và Liên Chiểu đảm bảo chất lượng, hiệu quả và an toàn, đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp, tiếp và giải quyết kịp thời kiến nghị của công dân.